Chào mừng tất cả các con đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn Các con thân mến, cô và chúng mình lại được gặp nhau trong tiết học vân rồi này Các con có nhớ không? Ở bài 136 tiết trước, cô và chúng mình đã cùng nhau làm quen và tìm hiểu ba vần mới Đó chính là vần oai, vần oay và vần oay phải không nào? Hơn thế nữa, cô và chúng mình còn cùng nhau làm được rất nhiều các bài tập liên quan đến ba vần này phải không? Cô tin rằng tất cả các bạn đều có thể ghi nhớ và vận dụng thật tốt ba vần này rồi phải không nào? Và không để chúng mình phải chờ đợi lâu, cô và các con sẽ cùng nhau đến với phần cuối cùng của bài 136 nhé. Đó chính là phần tập đọc. trong tiết học này cô có một câu chuyện rất là thú vị muốn kể với chúng mình đấy chúng mình hãy nhìn vào bức tranh của cô và cô giới thiệu với chúng mình nhé đây chính là hình ảnh của một đội thám tử chó tiếp theo đó chính là hình ảnh của nhà vua và nhà vua đang trao huân chương cho đội thám tử đấy và vì sao nhà vua lại trao huân chương cho đội thám tử nhỉ để tìm hiểu điều này chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu qua bài tập đọc thám tử mèo nhé đầu tiên các con hãy chú ý lắng nghe cô đọc mẫu một lần để có thể hiểu được nội dung của bài đọc này nhé chúng mình hãy lắng nghe nào thám tử mèo mèo mơ làm thám tử nhưng đội thám tử chỉ tuyển những chú chó thấy mèo họ nguẩy nguẩy bỏ đi mèo loay hoay nghĩ kế nó hóa trang thành cún và trúng tuyển vào đội mèo khám phá ra một vụ trộm lớn cả đội mừng công đúng lúc được nhà vua gắn huân chương mèo khoái chí buột miệng kêu mèo nhưng vì có tài mèo vẫn được giữ lại nó còn lên chức đội trường vừa rồi cô đã đọc cho chúng mình nghe nội dung của câu chuyện một lần rồi phải không nào và trong bài đọc này cô có ba từ muốn giải nghĩa với chúng mình như sau chúng mình hãy chú ý theo dõi nhé đầu tiên đó chính là từ nguây nguẩy nguây nguẩy có nghĩa là bộ điệu tỏ ý không bằng lòng không đồng ý bằng những động tác như vung vẩy tay chân lắc đầu nhún vai đấy tiếp theo đó chính là từ trúng tuyển trúng tuyển có nghĩa là thi đỗ và cuối cùng là từ buột miệng buột miệng có nghĩa là tự nhiên nói ra không kịp nén lại đấy đây là ba từ khó hiểu có trong bài đọc này rồi sau khi nghe cô giải thích xong thì chúng mình đã hiểu rõ hơn chưa nào tiếp theo các con hãy cho cô biết bài đọc trên thuộc thể loại gì nào các con trả lời chính xác rồi Bài đọc trên thuộc thể loại văn xuôi đấy Tiếp theo, chúng mình hãy nhanh tay và nhanh mắt Tìm cho cô tất cả các tiếng có chứa vần oai Vần oai và vần uây trong bài đọc này nhé Và thời gian tìm của chúng mình bắt đầu Và thời gian tìm của chúng mình đã hết rồi Cô khen tất cả các con Và đây là đáp án của cô nhé Đầu tiên đó chính là từ nguầy nguầy Trong từ nguầy nguầy có tiếng nguầy chứa vần uây Tiếng nguầy cũng chứa vần uây đấy Tiếp theo là từ loay hoay Trong từ loay hoay có tiếng loay chứa vần oay Có tiếng hoay cũng chứa vần uây đấy Và tiếp theo là tiếng khoái Trong tiếng khoái có chứa vần oai đây là tất cả các tiếng có chứa vần oai, vần oay và vần uây trong bài này rồi. Cô và chúng mình sẽ cùng nhau đọc thật to lại các từ này nhé. Nguy, nguồi loay, hoay, khoái. Tiếp theo, cô và chúng mình hãy nhanh chóng đến với phần luyện đọc để có thể đọc thật tốt bài đọc này nào để đọc tốt bài đọc này cô và chúng mình sẽ cùng nhau đọc tất cả các từ khó có trong bài nhé và các từ khó có trong bài như sau chúng mình hãy chú ý theo dõi nhé đầu tiên đó chính là từ thám tử tuyển Nguây nguầy loay hoay hóa trang chúng tuyển mừng công huân chương khoái chí buột miệng đội trưởng đây là tất cả các từ khó đọc trong bài này rồi đấy bây giờ cô và chúng mình sẽ cùng nhau đọc thật to là các từ này nhé thám tử tuyển ngây ngùi loay hoay hóa trang trúng tuyển mừng công huân chương khoái chí buột miệng đội trưởng Vừa rồi cô và chúng mình đã cùng nhặt đọc được tất cả các từ khó có trong bài rồi phải không nào? Sau khi chúng mình đã luyện đọc các từ khó có trong bài xong thì chúng mình sẽ chuyển sang luyện đọc theo từng câu văn nhé! Và bây giờ chúng mình sẽ cùng lắng nghe cô đọc từng câu có trong bài nhé! Thám tử mèo Mèo mơ làm thám tử nhưng đội thám tử chỉ tuyển những chú chó thấy mèo họ ngây ngẩy bỏ đi. Mèo loay hoay nghĩ kế, nó hóa trang thành cún và chúng tuyển vào đội. Mèo khám phá ra một vụ trộm lớn. Cả đội mừng công đúng lúc được nhà vua gắn huân chương mèo khoái chí buột miệng kêu mèo nhưng vì có tài mèo vẫn được giữ lại nó còn lên chức đội trưởng vừa rồi cô đã đọc cho chúng mình nghe từng câu có trong bài rồi phải không nào sau khi chúng mình đã luyện đọc từng câu có trong bài xong thì chúng mình sẽ chuyển sang luyện đọc theo đoạn nhé. Và trong bài này gồm có 4 đoạn như sau. Đoạn đầu tiên đó chính là từ đầu cho đến nguôi nguẩy bỏ đi. Đoạn thứ hai chính là câu văn thứ hai Mèo loay hoay nghĩ kế, nó hóa trang thành cún và trúng tuyển. Đoạn thứ ba từ vào đội cho đến meo Và đoạn cuối cùng chính là câu văn cuối cùng đấy Sau khi chúng mình đã luyện đọc theo từng đoạn rồi Thì chúng mình sẽ tự tin để đọc toàn bài phải không nào? Và bây giờ để tìm hiểu nội dung của câu chuyện này Cô trò mình hãy nhanh chóng đến với phần tiếp theo của bài tập đọc nhé Đó chính là phần tìm hiểu bài chúng mình sẽ tìm hiểu bài này bằng cách suy nghĩ và trả lời cho cô các câu hỏi sau nhé và câu hỏi đầu tiên của cô như sau mèo có mơ ước làm gì nhỉ các con trả lời chính xác rồi mèo có mơ ước làm thám tử đấy và các con hãy cho cô biết đội thám tử này chỉ tuyển ai nhỉ các con trả lời chính xác rồi nhưng đội thám tử chỉ tuyển những chú chó thôi vậy khi nhìn thấy mèo thì họ có thái độ như thế nào nhỉ các con trả lời chính xác rồi đặc điểm của đội thám tử này là chỉ tuyển những chú chó vì vậy khi nhìn thấy mèo thì đội thám tử đã nguẩy nguẩy bỏ đi phải không nào vì có mơ ước làm thám tử nên điều đó sẽ không thể làm mèo nhược trí phải không nào vậy chúng mình hãy cho cô biết mèo đã nghĩ ra cái gì để được vào độ thám tử nhỉ các con trả lời chính xác rồi đấy mèo đã nghĩ ra một kế đó chính là nó hóa trang thành cún và trúng tuyển phải không nào tiếp theo các con hãy cho cô biết vì sao đội thám tử lại được mừng công các con trả lời chính xác rồi vì mèo đã giúp đội thám tử khám phá ra một vụ trộm lớn phải không nào vậy ai là người đã trao huân chương cho đội thám tử nhỉ chính xác rồi không ai khác đó chính là người có chức quyền cao nhất đất nước đó chính là nhà vua nhà vua đã là người trao huân chương cho mèo phải không nào và các con hãy cho cô biết đúng lúc nhà vua gắn huân chương cho mèo thì mèo đã làm gì nhỉ các con trả lời chính xác rồi lúc được trao huân chương thì mèo khoái chí quá nên đã buột miệng kêu meo và bị lộ mất thân phận là một chú mèo phải không nào vậy khi đã bị lộ thân phận là một chú mèo thì chúng mình hãy cho cô biết vì sao mèo vẫn được giữ lại ở trong đội thám tử thế các con trả lời chính xác rồi đấy mèo được giữ lại ở đội thám tử vì nó có tài phải không nào vừa rồi chúng mình đã trả lời rất tốt các câu hỏi của cô rồi đấy và những câu hỏi của cô sẽ giúp chúng mình hiểu được nội dung của câu chuyện này đấy và bây giờ chúng mình hãy cùng nhau đến với bài tập tiếp theo của cô nhé bài tập tiếp theo của cô có yêu cầu như sau đó chính là chọn ý đúng trong bài này cô có hai câu văn bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô đọc thật to hai câu văn này nhé câu đầu tiên mèo được giữ lại ở đội thám tử vì nó có tài câu thứ hai mèo được tuyển vào đội thám tử vì nó là mèo các con hãy suy nghĩ và cho cô biết trong hai câu này thì câu nào là câu đúng và thời gian làm bài của chúng mình bắt đầu và thời gian làm bài của chúng mình đã hết rồi cô khen tất cả các con nhé và đây là đáp án của cô trong bài này ý đúng đó chính là ý đầu tiên mèo được giữ lại ở đội thám tử vì nó có tài đây chính là câu văn nói lên ý chính của câu chuyện thám tử mèo đấy các con ạ à. dù có bị lộ thân phận là một chú mèo nhưng mèo vẫn được giữ lại ở trong đội thám tử vì nó có tài đấy các con ạ à. không những vậy nó còn được lên chức đội trưởng nữa cơ. Vừa rồi cô và chúng mình đã cùng nhau luyện đọc và tìm hiểu bài tập đọc Thám tử Mèo rồi phải không nào? Chúc mừng Thám tử Mèo đã được giữ lại và lên chức đội trưởng nhé. Và đây cũng là bài tập cuối cùng của cô trong tiết học này rồi. Cảm ơn tất cả chúng mình đã chú ý lắng nghe. Và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo nhé.